Ngồi đợi giây phút gặp con trai, cha bé Hạo Nam thất thần mong ngóng khiến nhiều người xót xa. Kể từ ngày con trai không may lọt xuống trụ bê tông giẫm sâu 35m tại một công trình, anh Thái Văn Tấn Tài, 40 tuổi, đã túc trực tại hiện trường liên tục, mong ngóng từng giây từng phút gặp lại Hạo Nam, đứa con trai tội nghiệp của mình. Được biết, Hạo Nam là con trai lớn của vợ chồng anh Thái Văn Tấn Tài, 40 tuổi, và chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, 34 tuổi. Dưới Nam còn em gái 1 tuổi. Khi hay tin con gặp nạn, vợ chồng anh Thái Văn Tấn Tài liền tức tốc lao ngay đến hiện trường. Anh Tài cho biết lúc anh chạy đến hiện trường thì vẫn nghe tiếng con kêu cứu, khoảng 10 phút sau thì không còn nghe tiếng của bé. Suốt đêm qua, anh túc trực tại hiện trường với gương mặt thất thần. Riêng chị Linh ngất xỉu nhiều lần. Tính đến 8 giờ 40 phút sáng nay, mùng 3 tháng 1, việc đóng ống lồng ngoài hoàn thành, chuẩn bị chuyển sang công đoạn lấy đất từ lồng ống thép ra ngoài. Theo phương án, khi cọc bê tông được đưa lên, lực lượng cứu hộ sẽ dùng thiết bị dò tìm chuyên dụng để xác định vị trí cháu bé đang mắc kẹt. Sau đó cắt ống trụ bê tông đưa nạn nhân ra ngoài. Hơn ai hết, người nóng lòng và xót ruột nhất có lẽ chính là anh Tài và chị Linh, cha mẹ của Hạo Nam. Mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh anh Tấn Tài túc trực tại hiện trường trong sáng nay, mùng 3 tháng 1. Ánh mắt đượm buồn và tràn ngập sự lo lắng của người đàn ông khiến nhiều người không khỏi xót xa. Những người có mặt xung quanh phải liên tục trấn an, động viên tinh thần anh Tấn Tài. Được biết, ở địa phương, gia đình anh Tấn Tài và chị Linh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Chia sẻ với báo chí, anh Tài tâm sự, anh ấy vợ là chị Linh sinh được Hạo Nam và một bé gái mới 1 tuổi. Gia đình anh Tài thuộc diện khó khăn vì vợ chồng đều làm mướn. Trước đây vợ chồng anh Tài có 1.000 m2 đất chuyên để trồng ớt, nhưng mùa vụ thất bát, trồng ớt không được, gia đình rơi vào cảnh nợ nần. Anh Tài phải đi làm thuê kiếm tiền trang trải. Bé Hạo Nam hiện đang học lớp 5 trường tiểu học ở xã. Như đã đưa tin trước đó, trưa ngày 31 tháng 12 năm 2022, em Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn đã vào công trình trên thuộc xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp thì bị rơi xuống trụ bê tông rỗng ruột. Được đóng xuống đất sâu khoảng 35m, đường kính 25cm. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.